Nam đỡ hơn rồi đó. Hải sao đu đuối vậy? Ken nữa. Tập đàng hoàng. Nam ơi, Hải bật cho có lực vô Hải. Ken tập cho được 1000 cái như vậy đó. Ken hạ thấp gối xuống một chút. Ken hạ thấp gối xuống nhanh. Tập từ từ thôi, tụi con tập cho đúng. Từ từ tập. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhớ cái cảm giác eo với cái chân. Cái gì vậy? Đứng dậy Hải ơi. Nam, Ken nè, nhìn Ken tập nè. Thấp chân xuống Ken. Thì Ken nó mới mà. Ken nó đúng rồi nè, Ken đang đúng rồi nè. Tập nhiều vô Ken, 1000 cái nha. Nam Hải đứng dậy, tập tiếp đi. Nhìn mấy bạn trên video tập không? Thấy mắc cỡ xấu hổ không? Người ta tập còn trơn hơn nữa kìa. Người ta đổ dầu lên để người ta tập kìa. Chứ không phải tập vậy đâu. Người ta đổ dầu lên sàn nữa người ta tập đó. Đừng có chè vậy nó hư dày Nam ơi. Tập đi. Nhìn em Ken tập nè. Tay đánh tay luôn Ken. Đây, coi Ken tập nè. Thấy không? Thấy không? Nó kiên trì thì bây giờ thấy nó đánh đẹp không? Được chưa? Thấp thôi Ken, búng thấp thôi, búng sát dưới đất luôn. Thấy không? Thấy Ken tập chưa? Tập đi. Nhanh. Nam ơi, Nam ơi, con làm gì đó? Đúng rồi, tập như vậy đó, mệt thì mình tập chậm. Cái gì vậy? Ken mệt đó hả? Nam Hải làm gì ạ? Coi Ken nè. Hải sao hả? Mệt không Ken? Rồi, nghỉ chút.